Hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel của mình. Mình là Kia Mặc Viễn thì cũng một thời gian khá dài rồi thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với cái phần concept character căn bản. Thì đây thì trước khi bảo đó thì hôm nay mình sẽ nói về cái phần bu dáng á. Thì nói về phần này nó sẽ liên quan tới một cái thằng gọi là thằng Line of Action. Thì em chỉ cần search Line of Action là gì? Đây nó sẽ có một cái trang gì việc gì gỗ nè, viết gì gỗ gì đó, đó. Thì anh em vào đây nó sẽ có phần lý thuyết, anh em nào thích học lý thuyết thì vào đây học nha. Clip của mình nó không nói lằng nhằng về phần lý thuyết thì nói nó lâu lắm, anh em cứ search là Line of Action là gì muốn hiểu thì đây. Đại loại nó là cái đường để thể hiện cái dáng của cơ thể, cái đường đó nó sẽ mang nó sẽ gợi lên cái phần gọi là action nhiều hơn, cái cảm giác về cái hành động cơ thể nhiều hơn là anh em dễ không có đó. Mà nói vậy thì nó gườm gà khó hiểu, bây giờ chúng ta sẽ quay vấn đề chính. Thì đây, ở đây mình sẽ có ba cái, mình thì cũng định lấy tranh của người khác nhưng mà lấy tranh khác người ta lại nói là mình bày đặt bày nọ, nhận xét tranh của người này nhận xét tranh của người kia nữa, nên thôi đây là tranh của mình. Ba cái thằng nhân vật này là mình vẽ hồi 2 năm trước, lúc mà mình đi học, mình đi học vẽ được 4 tháng là mình vẽ bằng này. Trước đó là mình không biết vẽ luôn, nhà mình cũng đéo biết qua cơm luôn, mình mua qua cơm và tự mò được khoảng tầm 2 tháng và đi học thêm 2 tháng nữa thì vẽ ra ba thằng này. Thời xưa vẽ chưa để ý lắm về cái phần dáng, chúng ta chỉ có phần người khối đẩy khối đồ đạc này nọ thôi thì không để ý tới phần dáng lắm. Thì nó như thế nào thì đây, hồi xưa thì mình lên bằng trắng đen nên thành ra là nó có bản này, chứ sau này mình lên trắng đen ít lắm, mình lên màu không à. Đầu tiên á, thì sáng này thì có nhiều vụ drama quá, thì anh em nào coi clip này mà về sau này sẽ không biết, nói chung là mình cười ỉa luôn. Tính quay clip mà lo đọc drama cười ỉa luôn nên hôm nay quay hơi buồn. Rồi thì giờ cái này chính á, thì đầu tiên đây là nhân vật của mình. Anh em nhìn vào thì anh em đã biết ngay, thấy ngay luôn. Con này nó bị khòm lưng nè, con này nó bị khòm lưng, con này nó đứng đơ như tượng luôn, anh em thấy không, nó đứng rất là cứng á. Hai con kia đó là lý do là tại vì hồi xưa mình không để ý lắm tới cái phần gọi là Line of Action, cái đường gọi là cái đường chuyển động, cái đường hình thể cơ thể á. Thì đây, nếu như ba con này khi anh em nhìn vào anh em cảm thấy nó rất là mơ hồ mông lung, để mình vẽ cho em dễ nhìn, thì con này nó sẽ có cái cảm giác như vậy. Đây là cái đường đó, nó cong cái lưng ra đó, nó rất là kỳ cục. Còn con này cũng vậy nè, nó gần như là thẳng luôn đó, nó cong cong kỳ cục lắm đó. Con này là thẳng thẳng tắp từ trên dưới luôn đó. Đây là những cái bản mà gọi là chưa tốt về phần dáng nó, phần bâu á, nó thể hiện cái bâu này không đúng mục đích của mình, không thể hiện sự mạnh mẽ, nhìn nó cứ như tượng, cứ như gượng ép làm sao đó, không tự nhiên. Thì anh em muốn tự nhiên thì anh em phải có cái đường Line of Action đó. Nhưng mà lỡ nếu như chúng ta vẽ nó như thế này rồi, chúng ta vẽ xong hết rồi, chúng ta phát thảo người khói, ví dụ tới mức này thì chưa nha, tới mức này là khách chửi khi chúng ta vẽ mà ta gửi như cái dáng cho khách coi và họ không chịu thì chúng ta phải sửa như thế nào. Thì clip hôm nay sẽ nói về phần đó, nó thì dáng đẹp là như thế nào. Mình không biết đối với các bạn dáng đẹp, bô đẹp là như thế nào, nhưng đây có cái, mình có một cái vài tranh của game Liên Minh Thoại á, thì không biết là mọi người, tùy mọi người có cảm nhận thế nào, nhưng mà game này nó đang là hot nhất và đang là nhiều người thích style art của game này. Nó thì ra mình lấy nó làm ví dụ thôi. Đây mình sẽ ví dụ từng con. Con đầu tiên, khi em nhìn vào con này em sẽ thấy một cái đường chuyển động rất là mạnh. Đó, mình sẽ cho cái cọ này màu trắng dễ nhìn nha. Đó, đúng không? Nó có cái đường cong rất là mạnh. Anh em cảm giác được đường cong này luôn. Anh em nhìn vào là anh em thấy cái đường cong này liền. Đó. Con này cũng vậy, anh em sẽ thấy một cái độ cong của nó sâu, nó cong phía sau ra phía trước. Hoặc con này, tất cả anh em đều thấy được những cái đường cong nó rất là uyển chuyển không? Mỗi cái đường cong nó sẽ đều có một cái đó, tất cả những nhân vật vẽ này nè, tác giả luôn vẽ nè không? Tại sao mà cái giò này nó ra phía sau? Tại vì vẽ như vậy mới thể hiện được cái Line of Action mạnh, nó tạo cảm giác thích mạnh nó. Đó, nó có cái đường cong rất là tất cả những cái ạc luôn nè. Nó sẽ có cái độ cong. Đó. Đó, ngoài ra thằng này cũng vậy nè. Khi anh em nhìn vào thôi bằng mắt thường thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái độ cong mượt từ trên đầu xuống tới dưới luôn, là cái đường chạy dọc theo đường sống á. Đó, ta sẽ thấy một cái đường cong rất là mượt, rất là phiêu. Đó, tùy vào nhân vật nó như thế nào mà nó sẽ có đường cong ngược ra sau hay là ngược ra trước gì đó. Nhưng mà quan trọng nhất khi anh em vẽ nhân vật á, thì anh em cố gắng đẩy đường cong này mạnh lên, đừng để nó đơ như thế này, nó cứng vậy, hoặc là đừng để nó cong hình chữ S, cong quắn 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 vậy.
chúng ta phải dứt điểm nó thành một đường. Nếu như chưa được thì chúng ta phải chỉnh sửa bâu làm sao đó cho nó có một cái đường luôn đó. Đó, tất cả nhân vật chúng ta vẽ ra, ta muốn nó có cái đẹp thì chúng ta phải chỉnh nó thành một đường luôn đó. Thì cái đường này nó sẽ đi qua xương sống, thường cái đường này nó sẽ đi qua cái trục xương sống không ta, cái xương sống nè. À, cái xương sống mình không nằm ngoài trước này hay là không nằm ấy nha, cái xương sống mình nó nằm giữa giữa người nha, chứ nó không có nằm ngoài trước ngực nha. Đó, đó thì đây mình chỉ muốn ví dụ thôi, cái phần này là tùy vào cảm nhận. Cái phần này thật sự khó, nếu như mà người mới ta không bao giờ nắm bắt được liền đâu. Nhưng mà cái mình muốn là anh em cố gắng, khi anh em vẽ xong á, anh em phát thảo lên được cái người khối giống như thế này. Chúng ta có được người khối giống như thế này rồi thì em thử vẽ cái đường đó vào đó. Ví dụ như anh em thử vẽ vào cho mình. Ví dụ như anh em thử vẽ cái đường đó vào. Đây, mình sẽ lấy một cái màu đỏ đó, em vẽ vào xem nó có đủ cái độ đơ đã chưa, hay là cái này nó vẫn còn thẳng nè, cái đường này đi qua sóng nè, nó có thể là nó giống giống mẫu nhưng mà cái độ đã nó chưa thể hiện nhiều đó. Không, nó không có cái nhiều như mấy thằng trên này. Những thằng này nó thể hiện rất là nhiều, nó cong rất là dữ luôn. Nó tùy vào dáng mà có cái độ cong như thế nào thôi, nhưng mà nó anh em phải đẩy cái đường cong nó lên. Nhưng mà vấn đề như thế này, khi mà chúng ta vẽ người khối lên hết như thế này nè thì chúng ta mới thấy được cái đường đó. Chưa vẽ người khối lên thì thế éo nào thấy được cái vẽ được cái đường này. Chúng ta phải có được cái người khối thì chúng ta mới vẽ được cái đường đó. Chúng ta có người khối thì chúng ta mới vẽ được cái la sần đó. Đó, sau khi có người khối rồi thì nó sẽ bị cái vấn đề là cái này nó không cong như ý nè. Ví dụ như con này nè, đúng chính xác nè, nó cong rất là dữ vô nè, sau đó cong ngược trở ra nè, nó có hai khúc nè, để nó đẩy cái phần mông này lên nè và cái phần ngực này đẩy lên nè. Nhìn nè. Nó đẩy ngực lên nè, nó cong ra đó, sau đó nó sẽ cong ngược lại để nó đẩy phần mông này lên đó. Nó sẽ là hai khúc, thì đường này nó sẽ thường là hai khớp nối nhau hoặc là một đường thẳng nối với một giò. Chứ anh em mà vẽ một cái con người mà nó kiểu vậy đó, từ quay lại cái con này của mình đây đó, cái đường nó cong rất là nhiều lần nó cong rất nhiều lần, nó cong không chính xác, là không biết nó cong như thế nào luôn, hoặc là nó cong không đúng nha. Như cái thằng này là cần thể hiện là ưỡn cái ngực ra phía trước, cái mông nó sẽ cái phần bụng và ngực đưa ra phía trước, nó thể hiện được độ lực lưỡng á. Nhưng mà mình lại đưa cái phần mông ra phía sau nhiều, cái đường này nó lại hơi cong ngược ra. Nó hai đường này nó cong một chiều nè thì nó tạo giác khù xuống đó. Muốn cái này đẹp nó phải cong ngược lại như thế này, chúng ta phải đẩy ngực ra vậy, và cái này nó sẽ cong ngược lại đó. Nó sẽ có cái độ cong, tức là ra vô ra vô và cong ít thôi. Nó không nên làm nó như con lãi, làm như con lãi là nó sẽ bị cái dáng người nó sẽ xấu, nó không có tạo được cái đã khi mà anh em nhìn vào. Mình không muốn dùng từ ngữ lý thuyết khó hiểu lắm, mà chỉ muốn nói đơn giản là anh em phải làm cho em nhìn vô anh em cảm giác nó đã. Anh em muốn nói cái phần nào được nhô ra anh em phải cong mạnh lên, chúng ta phải đẩy lên. Vẽ tranh chúng ta phải cường điệu nhiều lên, tại vì khi chúng ta vẽ giống y chang người thiệt chưa chắc đẹp đâu. Giống như người mẫu hay là hoa hậu rồi, khi mà họ người mẫu mà họ đi chụp hình, diễn viên chụp hình á, là họ cố tình show. Nếu như họ đứng bình thường có thể họ xấu vậy, nhưng mà khi chụp hình cái họ sẽ cố tình show, giống như ưỡn ngực lên nhiều hơn và cái mông đẩy nhiều hơn để tạo cái đường cong của họ đẹp hơn. Còn nếu như họ đứng một cách thoải mái thư giãn nhất thì họ sẽ không ra được cái đồ đẹp đó, giống như anh em vẽ như vậy thôi. Có thể anh em chụp tự chụp hình mình làm rep điện thoại giờ ta sẽ vẽ con cầm kiếm cặp dính tấm hình. Vấn đề là cái tấm hình này nó sẽ chưa có đủ độ lực lưỡng như anh em đứng bình thường đó, thì chúng ta phải làm cho nó có lực lưỡng. Còn nếu như anh em không làm được thì bắt buộc anh em phải dùng cái cách mình sắp chỉ ở đây để anh em làm cho cái dáng. Sau khi anh em vẽ từ cái rep ra thì có thể nó không đủ độ, thì anh em phải tăng độ lên để ta đẩy cái đường la sần nó rõ ràng lên đó. Phải ưỡn ngực lên đó, vậy nè. Quan Vũ đứng là phải vậy nè, chứ Quan Vũ nào đứng vậy, đứng vậy là mấy thằng bại binh á đó. Thì vậy đó, thì nói thì có thể là nó phức tạp khó hiểu, nó vào làm luôn thì đơn giản như con này nó sẽ có cong nhìn của mình, nó không có cong nhưng mà nó do mình người khối nó chưa có đẩy dữ lắm, nó cần mình muốn nó đẩy nhiều hơn cho nó giống hơn, hoặc là mình muốn nó đẩy còn hơn thằng này nữa. Cái việc mà anh em làm nó hơn á, nó dễ nhìn, giống như là cái gì anh em cũng làm quá lên á, xong rồi anh em bớt lại, tại vì mình mới mình chưa cảm nhận được cái độ xê dịch chút xíu đâu. Chúng ta cảm nhận độ xê dịch rộng dữ lắm, hiểu không? Nên chúng ta cứ làm rộng này đi rồi từ từ chúng ta bớt lại, chúng ta tập cho mắt nó quen
Còn khi mà anh em mới á thì cái việc mà cái đường này nè, nó cong vậy, nó cong vậy, anh em thấy nó cũng vậy à, hiểu không? Chúng ta cứ đẩy mạnh lên đó. Mới chúng ta đẩy mạnh lên, sau đó từ từ khi ta quen rồi thì chúng ta có thể cảm nhận được cái độ cong nó nhẹ nhàng hơn đó. À, thì cái cách làm dĩ nhiên mình dạy đây là dạy concept nhân vật, chúng ta cần phải đẩy cái dáng nhân vật nó lên cho nó đặc trưng. À, anh em, nếu như anh em nào chơi liên quân hay liên minh huyền thoại hay đô tai đó, nhân dân cái kiểu á, thì nhân vật nó sẽ không trùng nhau, tức là mỗi con tướng nó sẽ có một cái dáng đứng đặc trưng riêng của nó, và dù cái con tướng nó nhỏ cỡ nào đi chăng nữa, lên điện thoại có chút xíu luôn, nhưng mà anh em nhìn anh em vẫn biết đó là con gì, không bao giờ lộn nó với con khác, tại vì cái dáng đứng của nó đó là đặc trưng, cái đường lai xanh của nó là riêng luôn rồi đó. Nó có hai phần, đó là phần xếp, cái phần siêu cái bóng đen á, của nguyên con đó thì mình sẽ nói sau. Thì đầu tiên nó sẽ có phần dáng đứng, là cái lai và xanh của nó là đặc trưng riêng của nó nè, tùy vào cái tính cách cốt truyện này nọ, nhân vật nó sẽ có cái đường ngạc xanh riêng và cái bộ trang bị úp lên riêng, nên ta nhìn chúng ta sẽ không bao giờ lộn với con tướng khác được đó. Thì khi chúng ta concept nhân vật á, là ta thiết kế nhân vật chứ không phải ta vẽ tranh chơi. Khi bạn vẽ tranh khác, tranh tức là bạn vẽ cho nó đẹp, cho nó mượt mà thôi, còn khi bạn concept á thì các bạn cần phải đẩy, các bạn cần phải kiểm soát được cái đường này. Nếu như các bạn muốn đi làm những cái bên mảng game và bạn vẽ concept nhân vật cho game á, thì bạn phải kiểm soát được đường này, bạn muốn nó nhiều muốn nó ít như thế nào bạn kiểm soát được. Còn nếu bạn chỉ vẽ tranh thì đơn giản bạn vẽ nó đẹp là được, mà không kiểm soát cái đó được, nhưng mà bạn có khả năng vẽ nhân vật đẹp thì nó không là vấn đề đó. Người ta nhìn có một tấm tranh mà, nhưng cái đường này nó sẽ ảnh hưởng tới animation, rồi cái phần đồ đạc úp lên nữa, không? Ví dụ như anh em cong nhiều quá thì không thể úp, không thể bỏ thêm quá nhiều đồ vô này nữa, thì nó sẽ dính cái phần ngực với phần mông, nó không đẩy được, thì chúng ta phải lượt đồ ra, thì nó rất là hạn chế, không? Tùy vào chúng ta phải kiểm soát tốt phần đó. À, thì mấy cái này thì nói hơi nâng cao, giờ chúng ta quay về cái phần cơ bản. Cơ bản đầu tiên ta sẽ có, các bạn sẽ có cái mẫu, bạn phải lấy được cái line của action của mẫu đây, cái mẫu nè, đây, cong ra mông và cong cái này ngược lại, đó đây là cái đường của mẫu. Thì giờ chúng ta sẽ vẽ, chúng ta sẽ vẽ cái đường của chúng ta vô, à, cái đường của chúng ta. Đó, cái đường của mẫu. Rồi giờ chúng ta muốn nó cong nhiều hơn giống mẫu, cái đường chúng ta cong ít quá, thì giờ chúng ta muốn cong nhiều hơn giống mẫu. Thì bước đầu tiên á, mình muốn các bạn á, bạn cắt hết thằng này ra cho mình. Cắt ra hết luôn. Đây là cái đầu, là cắt ra. Ít nè, cần cho ít. Cần cho shift V cho nó để đúng vị trí, chúng ta sẽ đặt nó là cái đầu. Cái tiếp mình sẽ cắt cái tay ra. Anh em cứ cắt hết ra cho mình. Cái nào có khớp thì cắt. Bây giờ mình sẽ cắt hai cái tay ra nè. Cái tay đầu tiên. Ít cần cho shift V. Tay phải 1. Mình đây là mình chỉ theo cách rất là cục xúc nha, mình muốn là ai cũng làm được nên thành ra là mình chỉ rất là cục xúc. Thằng này nó bị ẩn biết sao rồi nên mình di nó lên luôn để mình giữ lại được khúc này. Đó. Thì đây là tay phải 2. Đấy, 2. Đó, tiếp tục bên này. Tiếp nha, shift V. Tay trái 1, chúng ta sẽ có cái tay trái 2 ở đây. Tùy vào bạn vừa bụng với phần nào rồi thì bạn sẽ không cần phải cắt phần đó. Đó. Còn phần nào bạn chưa vừa bụng thì bạn cắt thôi. Đó, giờ mình sẽ cắt là nó ra, cắt nữa là sẽ cắt phần thân này ra. Thân. Rồi. Giờ mình sẽ chỉnh phần trên trước cho bạn xem. Ví dụ như giờ mình muốn cái cong này nhiều hơn. Đây chúng ta sẽ có phần thân nè. Đó, mình muốn nó cong đẩy mông nhiều hơn. Bằng cần nhân T đó, ta sẽ đẩy nó ra phía trước nhiều hơn. Đó. Chúng ta chỉnh dáng nhân vật, đó ta sẽ có cái phần mông ứng ra nhiều hơn. Nhưng mà cái mông này nó sẽ đi liền với hai cái tay bên phải, đó ta sẽ kéo hai tay bên phải xích qua cho nó đúng vị trí. Đó. Rồi giờ ví dụ như tay trái đi, mình không muốn nó đưa vậy, mình muốn nó đưa xuống trống hông thì sao? Đó, bạn chỉ cần xoay thằng này, rồi xoay thằng này xuống, là đưa nó trống hông. Đó, với việc làm như thế này nè, thì sau đó bạn cần vẽ lại cái phần nào mà chưa có thôi. Ví dụ như vậy xong rồi chúng ta bắt đầu vẽ lại phần chưa có, hay như cái phần nào mà nó bị cắt đi mà nó thiếu á, ta vẽ thêm.
Nhớ concept là bạn thiết kế cái nhân vật với mục đích gì đó, bạn không phải vẽ một bức tranh. Chúng ta cần cái độ chính xác để sau này cho khi mà nếu như bạn thiết kế cho game á, thì cái game nó cần làm animation nữa đó. Thì khi bạn làm như thế này á, nó được cái gì không, thì cái phần live action bạn kiểm soát được, bạn muốn nó công nhiều hay công ít gì cũng được hết luôn. Ngoài ra bạn có thể cần cho tê nè, bạn quát nó để bạn đẩy nó công thêm nữa cũng được luôn đó, nếu như bạn thích mà ngực cao đó, ví dụ vậy đó. Hoàn toàn bạn có thể kiểm soát bằng tay luôn, chứ không phải là không được, bạn muốn như thế nào thì bạn chỉnh như thế rồi đó, bạn muốn nó đứng kiểu vậy đó, hay gì kiểu vậy như vậy ta yếu điệu hơn đó. Giờ chẳng hạn như thằng này xong rồi, giờ chúng ta sẽ dắt ngay đây có một cây kiếm đó, ta sẽ có cây kiếm ngay đây đó, ta sẽ có cây kiếm ngay đây đó, đây chẳng hạn như cầm một cái bông hồng chẳng hạn đó, thì bạn chỉnh dáng từ cái con nhân vật của bạn mà bạn có thể chỉnh nó sang cái dáng khác luôn, bạn sẽ không bao giờ sợ cái tình trạng là sau này đôi lúc á bạn vẽ tranh bạn bị ta nói thằng đó ăn cắp dáng của ông kia, mặc dù việc đó là bình thường, hiểu không? Nhưng mà nếu như bạn vẽ tranh ăn tiền rồi á thì rất có thể bạn sẽ bị chửi nếu như bạn vẽ cái dáng y chang con này luôn đó. Thì với việc này bạn sẽ có thể chỉnh sửa dáng nó như ý của bạn để cho phù hợp với nhân vật của bạn hơn đó, tự do chỉnh sửa luôn, cứ cắt ra rồi từng khúc ra chỉnh. Đó lý do tại sao mà cái người khói mình vẽ như thế này đó. Thì cái việc chỉnh như thế này nè, nó sẽ giúp các bạn kiểm soát đường live của action này, bạn muốn nó như thế nào thì bạn chỉnh nó như thế đó thôi, không có cái gì mà khó khăn hết. Vẽ các bạn hãy thoải mái lên, chúng ta đừng có gượng ép quá, chúng ta vẽ chúng ta phải sửa, vẽ sửa. Bạn biết mấy họa sĩ nổi tiếng không, họ vẽ đè lên nhiều dữ lắm, đặc biệt mấy ông mà vẽ tay cứ nào sai thì lấy màu vẽ lên chơi tiếp thôi, kiểu vậy. Cái đó mới thể hiện cái độ mà gọi là tinh tế của bạn đó. Các bạn phải chỉnh cho đẹp, đừng cố gắng gượng ép. Chẳng hạn cái dáng này nó không hợp với con của bạn, nhưng mà các bạn không biết chỉnh sao hết, bạn vẫn gượng ép cái con của bạn vô cái dáng như vậy. Chẳng hạn như một cái nhỏ gái đứng phải ưỡn mông của bạn nhờ, con gái người bạn cho đứng như con này của mình ấy, mà chắc là siêu mẫu luôn, con gái cho đứng như vậy đâu được. Chúng ta phải chỉnh nó lại từ cái này. Sau này với cái cách này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng rep nam, rep nữ, rep bất cứ ai, miễn bạn vẽ được con người khối thì bạn có thể điều được chỉnh nó được. Bạn có thể chỉnh nó sang nam, chỉnh nó sang nữ, sao cũng được hết. Bạn muốn tay nó bự lên thì đơn giản đó, ví dụ như thằng này là nam mềm mại đi, giờ bạn muốn nó trở thành nam mạnh mẽ, nam bự con gì đó chẳng hạn, chúng ta chỉ cần chọn cái cục đó, người ta cho nó to lên nè. Đó ví dụ thằng này bạn có thể warp cho bự lên nè, đó đô hơn đó. Đó, hàng thằng này đô con hơn, cường điệu hơn, cái ngực thằng này nhỏ quá thì chúng ta phải cắt nguyên thằng này, chúng ta dời cái tay nó qua bên kia, chúng ta làm cho nó bự lên nữa, cái ngực thằng này nó sẽ to lên. Đây là thằng con trai lực lưỡng, hàng ngực bự ra đó, ngực bự ra đó. Tùy vào mục đích anh em có quyền chỉnh sửa tự do thoải mái luôn đó, đó là cái mà mình muốn truyền đạt qua hôm nay. Cái phần dán này á, dán đẹp hay dán xấu hay là cái live action gì đó, nó thực tế là cái phần khó, cái phần tinh tế, anh em phải vẽ nhiều, anh em nhìn tranh nhiều và anh em cảm nhận. Nó không phải là cái thứ mà dùng từ ngữ để diễn tả được, mỗi người có cái cảm nhận về cái hình thể khác nhau đó. Mình muốn chỉ ở đây là mình chỉ các bạn cái cách để bạn kiểm soát tổng thể, kiểm soát hình thể và bạn điều chỉnh nó sao cho phù hợp. Có thể các bạn vẽ ra nó không giống thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó giống, chứ không phải là chúng ta cố gắng vẽ hoài, chúng ta dành cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân chúng ta để chúng ta phát thảo một con người khối, phát thảo sao cho người khối nó vừa bụng đó. Dĩ nhiên khi mà bạn làm, các bạn phát thảo tới đâu ăn tới đó thì nó sẽ có cái lợi, đó là gì không, cái tốc độ vẽ bạn nhanh đó. Còn nếu như bạn không có khả năng thì chúng ta cứ vẽ người ta sửa, không có gì hết đó. Thì cái clip hôm nay nó không có phần vẽ gì đó màu mè hoa lá hẹ thôi, hôm nay mình chỉ nói tới đây là hết rồi, clip này rất là ngắn. Cái phần mình muốn nói nó chỉ đơn giản là cái mình chỉ các bạn á, cái này có thể là ai cũng biết hoặc là bạn không nghĩ tới thôi, nhưng bạn sẽ không làm, nhưng cứ làm cho mình. Các bạn muốn chỉnh phần nào các bạn chọn dùng, bạn cắt riêng phần đó ra và bạn chỉnh sao cho nó đẹp phù hợp nó, và cuối cùng các bạn mệt hết cái đống này lại và chúng ta giảm opacity của nó đi. Mình di lên cái để nó chúng ta giảm qua city đi đó, và giờ chúng ta sẽ đi like lại, chúng ta sẽ bắt đầu đi like đẹp hạn, giờ
Rồi đi like đẹp à. Đó, đi like đẹp like chẳng hạn. Đó. Đó, ta phải, phải vẽ lại cho hàng đó. Đó, mông bự lên đó, mà mông ưỡn lên trên này vậy. Víu chẳng hạn. Đó. Bạn vẽ xong rồi bạn giảm opacity của thằng này đi và tiếp tục các bạn vẽ đè lên lần nữa, nếu bạn muốn muốn dạng mà dạng giữ like đẹp, còn nếu bạn không like mà không vẽ cũng được, riêng mà tùy cũng cách mỗi người thôi. Những phần đó mình sẽ tiếp tục nói phần sau, cái phần mà chỉnh đi like lại cho đẹp và chúng ta tới cái phần gọi là đắp chất liệu này nọ mình sẽ nói tập sau, hiểu không? Tập này chúng ta tới đây thôi, đó là cái cách kiểm soát dáng hả. Thì qua clip này hy vọng là sau clip này chúng ta sẽ cải thiện được tình trạng vẽ như mình. Hồi xưa là cái này nè, mình phải mất tới như là 6 tháng để hiểu được cái thằng ông nội cha này. Ông nội cha cái đường màu đỏ like action này nè. Ông phải hiểu nó là mình cảm nhận được như thế nào là đẹp. Đó. Và sau đó mình phải quằn quại dữ lắm thì cuối cùng thấy cách dễ nhất, thì tại sao mà mình phải suy nghĩ khó khăn về cái phần đó, nó là gì, tìm hiểu chỉ mất công. Đơn giản là mình chỉ cắt nó ra và ta chỉnh nó thành cái dáng cho hợp lý. Nó tùy cảm nhận mọi người, bạn muốn như thế nào thì bạn chỉnh nó như thế đó. Và bạn chỉ cần nhớ một điều cho mình á, bạn cố gắng giữ cái đường cong này nè, cong càng nhiều càng tốt, đừng nhiều quá, cong kiểu này là thành dị nhân luôn nha. Đó, đừng có mà thẳng dày, thẳng dày là sai, chúng ta phải có cái độ cong này đó. Đó, và cái độ cong này nó thường sẽ là hai 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 khúc, rồi một khúc và hai khúc, hoặc là chung một đường luôn đó, chứ nó không có kiểu như con lãi vậy đó, kiểu này là sai, kiểu đó là xấu đó. Ngoài ra tùy mỗi nhân vật nó sẽ có đường cong khác nhau, cái đó là phần nâng cao nữa thì bạn học tới, hoặc là bạn tự tìm hiểu và bạn theo dõi tiếp trên độ mình á, thì tới nào là tới cái phần mà concept factor nâng cao á, mình sẽ nói tới cái phần mà quái vật hay là người hay là rồng phụng gì đó, thì mỗi mỗi cái loài nó sẽ có cái đường nó khác nhau đó. Thì clip đây kết thúc, nói nhiều quá, thường cuối clip này hay nói nhiều quá. Giờ tóm gọn lại đây là mình đã nói xong về cái phần bô căn bản. Anh em là thích học bô nâng cao gì đó thì lên mạng học, hay là tìm học tới trung tâm học gì đó. Mình chỉ nói đây là phần bô căn bản để cho các bạn cải thiện tình trạng người bạn bị đơ, bị cứng như khúc củi, hay là đứng cái dáng không đẹp, không xấu, nó không thể hiện được nhân vật nó mạnh mẽ, yếu đuối, ẹo lả đó. Thì bạn có thể dùng cái cách này, đây là cách mình muốn truyền đạt để cho các bạn có thể áp dụng và bạn có thể cải thiện được cái đó. Tại vì mình vướng mắc ở phần bô này rất là nhiều, và biết những bài học mới thường sẽ vẽ y chang mình luôn, nó sẽ bị gọi là đơ, bị cứng, bị không tự nhiên, và cái tỷ lệ nó sai lệch. Có thể bạn vẽ cái con này lúc đầu cái tỷ lệ nó đúng đó, sau đó bạn muốn chỉnh dáng lại cái bạn bôi đi, bạn vẽ lại cái tay này cái độ dài nó khác liền, là tỷ lệ nó bị lệch liền. Khi chúng ta cắt ra như vậy thì chúng ta vẫn giữ nguyên được tỷ lệ đó. Nếu như cái tay này nó đang đưa dày thì cùng cái độ đưa như vậy, nếu như mà đưa thẳng xuống nữa thì cái tay mình cần kéo nó dài hơn, hoặc là nó đưa ra phía trước thì cái khúc này mình sẽ thấy nó cụt lại, chúng ta sẽ kéo nó cụt lại, chúng ta chỉ cần chỉnh cái đó thôi. Còn nếu như cái góc độ nó bằng nhau đó thì chúng ta ví dụ như vậy, xong rồi đưa xuống vậy, hai cái góc này nó giống nhau thì chúng ta khỏi phải chỉnh, thì chúng ta sẽ cái khả năng mà giữ lại tỷ lệ chúng ta rất là dễ. Sau ta vẽ mới, chúng ta vẽ mới ta tưởng tượng tỷ lệ đầu rất là khó, còn ta có sẵn một cái rồi thì chúng ta rất dễ. Nó đưa nhiều hơn nữa thì chắc chắn cái khoảng ta thấy của cái tay này nó sẽ cục lại, mà ví dụ nó đưa vuông góc luôn thì khoảng này nó sẽ dài hơn ra kiểu vậy đó. Thì xong clip nay là cái phần về gọi là bow dáng live action gì đó, anh em nào thích học lý thuyết thì cứ lên mạng search nha. Tập tiếp theo thì sẽ nói về cái phần gọi là chúng ta sẽ bắt đầu vào vẽ một con hoàn chỉnh luôn. Xong phần người khói này rồi thì chúng ta bắt đầu bước vào step by step luôn, tức là quy trình để bạn vẽ một con hoàn chỉnh. Đó là chúng ta sẽ phát thảo người que, người khói, chúng ta đắp đồ như thế nào, rồi chúng ta đi màu như thế nào, chúng ta render chất liệu như thế nào, và cuối cùng là ta chỉnh sửa nó như thế nào cho đẹp đó. Thì hy vọng là anh em thích, anh em nào thấy hay thì like, thấy thú vị hay muốn share cho mọi người biết nhiều hơn thì có thể share đi, tại vì mình không thể nào share với tất cả mọi người được, thì anh em nào mà cảm thấy hay thì share để đến với nhiều người hơn. Ngoài ra thì anh em nhớ subscribe cho nội mình đó, mỗi subscribe của anh em là động lực để mình ra nhiều clip mới hay hơn và thú vị nữa, tại vì làm có người xem thì có động lực, mà càng nhiều người xem thì mình sẽ càng có nhiều động lực. Ngoài ra thì
Subscribe là để khi mà mình đăng clip thì nó sẽ thông báo và anh em sẽ thấy liền, anh em sẽ không bao giờ để vụt mất cái clip nào khác. Mình thì không phải như mấy channel khác, tức là đôi lúc thì họ bận quá, họ không có thời gian vẽ nhiều thì cái đó mình cũng hiểu. Nhưng mà mình thì cố gắng là ngày nào cũng sẽ có clip cho anh em xem đó, chứ mình không muốn là channel của mình bạn subscribe nhưng mà 1 tháng 2 tháng bạn mới có clip để xem đó, bạn bạn xem nhưng bạn không đéo làm được gì đó. À, những clip của mình đều muốn mà mình vẽ được thì tất cả bạn vẽ được. Có thể cách vẽ của mình sẽ không như thế này đó, nhưng mà đây là cách vẽ tốt nhất dành cho các bạn đó. Tùy vào cái clip này ở mức độ khó, tức là mình cái clip mình đang nói về mức độ khó hay dễ, thì mức độ khó thì mình sẽ chỉ cách vẽ khó, mức độ dễ thì chỉ cách để vẽ. Tức là khi bạn xem clip này chắc chắn bạn sẽ vẽ được y chang mình vẽ trong clip này đó. Đó là gì muốn truyền đạt đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp mọi người tiếp theo. Cảm ơn mọi người theo dõi channel mình. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.